Anh ơi. Đây anh. Mấy vệ đội bảo hộ reload xếp đây anh. Ừ. Không quay lên ngồi đây làm gì anh? Hôm nay là chỉ bán máy phát điện thôi. Đi bán máy cắt cỏ em. Bên mình mới về đấy. Kama em nhìn đẹp không? Thôi được rồi. Quay. Ê, hôm nay hàng bên mình mới về nhá, bao gồm đồ bảo hộ, lót chân. Khách hàng hỏi rất là nhiều này. Quay lại để cho bác nào mà từ trước giờ chưa theo dõi video của Điện Máy Bình Sơn thì có thể biết mình về rất là nhiều lót bảo vệ chân để giúp các bạn khi mà đi cắt cỏ sẽ được an toàn, hạn chế rủi ro. Bên mình về hai mẫu nhá, màu đen và màu đỏ. Đen ngắn và đỏ dài đây, đầy đủ luôn nhá anh em nhá. Đen ngắn đỏ dài. Đấy. Và trên cái lót chân này nó sẽ lại có thương hiệu logo của Bình Sơn Reload. Bởi vì sao? Bởi vì bên mình tự tin về chất lượng của cái nhà máy làm cái lót bảo vệ chân này. Chính vì vậy bên mình đặt gia công và đặt thương hiệu lên. Đây cũng chính là một cái dấu hiệu để khẳng định với anh em mà chất lượng của nó rất là ổn. Bởi vì bên mình về hai mã này cho khách hàng ngắn hoặc thích dài thì tùy theo nhu cầu của từng khách hàng khác nhau. Thì sẽ lắp lên cho anh em xem này, ví dụ chân đây nhá. Anh em đi cắt cỏ theo. Nó có bốn cái vị trí để các bạn đi dây này. Nó có rút ngắn hoặc kéo dài nhá. Đây, thế này thôi, rất là đơn giản, cực kỳ easy, dễ dàng sử dụng. Sẽ chia thành 3 mảnh nhá. Một mảnh lót ở phần đầu gối này, một mảnh lót ở phần ống đồng này, và một mảnh lót ở gần cái phần cổ chân, để cho anh em nào chân ngắn hay chân dài đều có thể sử dụng được. Đây, cũng như mình lắp vào như này. Và khi mà anh em sử dụng nhá, thì đá này, sỏi, tất cả các thứ nó bắn vào vị trí này như này, nó sẽ hạn chế, giảm thiểu rủi ro. Không thể nào mà an toàn 100% được, cái đấy là rõ ràng luôn. Anh em thử tưởng tượng xem, những con dao ấy, nó mà vỡ, mà các bạn phang vào chân ấy, thì đến sắt nó còn bung, chứ đừng nói là những cái lót bảo vệ chân như thế này. Cái lót bảo vệ chân như thế này là hạn chế rủi ro, giảm thiểu rủi ro. Ví dụ anh em thương tật 10 thì nó sẽ thành thương tật 5 chẳng hạn như thế. Đó, đây là mẫu ngắn này. Còn mẫu dài thì cũng tương tự thôi. Cái phần đoạn này nó sẽ dài hơn đấy, anh em thấy không? Nó sẽ dài hơn và nó sẽ chùm cái phần bàn chân này. Tuy nhiên anh em đi thì nó sẽ hơi vướng một chút, thì tùy theo sở thích của các bạn thôi. Ngắn và dài thì bằng tiền nhau, không có chênh lệch nhau giá gì cả. Ok, đây là cái miếng lót bảo vệ chân. Ngoài ra thì bên mình về lại dây đeo Reload Pro. Dây đeo này thì bên mình bán khá là nhiều và được rất nhiều anh em ưa chuộng dây đeo này. Hàng chất lượng nhá. Đây. Rất ok. Đây. Được thiết kế một cái miếng lớn cố định ở phía sau để nó vào form, khi mà các bạn gỡ ra hoặc là đeo vào nó sẽ không bị rối. Ở trước nó sẽ có một cái vị trí khóa này. Đây, ok chưa? Đeo vào như này thôi. Này, đây, ok. Khóa thì chốt vào như này thôi. Rồi dây thì các bạn thít lại, phù hợp với người chúng ta là được. Phần dây đeo này cũng vậy thôi, thít lại, ngắn để đeo vào như thế này. Đây các bạn đấy. Đây, rất là ok, rất là thuận tiện cho anh em khi sử dụng luôn. Giá thì bên mình cũng đã công khai rồi. Nếu anh em có nhu cầu có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn nhé. Bên mình sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất. Những cái phụ kiện này bên mình có cả trên Shopee nhé. Anh em nào có muốn mua thì có thể lên Shopee, nếu mà ngại liên hệ. Còn không, hoặc là có bên mình có cả fanpage Điện Máy Bình Sơn, máy nông ngư câu uy tín số 1. Thì các bạn vào fanpage, liên hệ với cả page, bên mình sẽ có những bạn trả lời và tư vấn cho các bạn. Hoặc là các bạn lên Shopee đặt trực tiếp luôn, nếu mà anh em ngại. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm. Số lượng về như thế này đủ để khẳng định chất lượng chưa ạ? À, nếu anh em nào có lăn tăn hoặc là muốn tìm những cái phương án bảo vệ khi chúng ta sử dụng máy cắt cỏ thì có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất. Tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn lại quý vị các bạn ở những video sau.